Kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 là kỳ họp chuyên đề dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức công bố hệ thống cơ sở dữ liệu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đây là hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, tất cả các văn bản hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân ba cấp đều được thể hiện trên phần mềm, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thuận lợi hơn. Tại kỳ họp sắp tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, gồm nghị quyết điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành Đai 4, đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn, theo phương thức đối tác công tư. Nghị quyết về cam kết vốn ngân sách địa phương và điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh thủ dầu 1 chân thành đoạn qua tỉnh Bình Dương. Ban thường vụ tỉnh ủy cơ bản đồng ý với những nội dung kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đồng chí nguyễn văn lợi bí thư tỉnh ủy bình dương lưu ý cần phân tích kỹ quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh bình dương mang lại những lợi ích gì cho người dân làm rõ phí lệ phí tăng hay giảm theo nghị quyết về phí lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến